phận đàn bà. Nghĩ cũng tội, mà cái thói mập mờ, ăn nằm với người có vợ thì chỉ có chết. Luật làng bao đời nó thế rồi, ai cứu được? Chị nhìn mấy bà vừa kể, chắc có lẽ chuyện này là thật chứ chẳng đùa. Nhưng thực lòng, chị không bao giờ muốn cái cách chị tội thời ấy lại kinh khủng mất nhân tính đến thế. Dù gì ả à, cũng là con người, sống bị rủa mặt, tai tiếng cả đời không đủ khổ hay sao mà còn giết ả à, gây sợ như thế nữa. Suy cho cùng, Chuyện ấy cũng một phần do lão chức gây nên Ấy thế mà chả ai hỏi tội lão Lão vẫn sống sờ sờ ra kia Phải chăng lão là đàn ông Nên cầm quyền tất cả chăng Chị nghĩ một hồi Rồi quẳng cứ đôi gánh xuống đi chạy tổng tộc đi Mấy bà thế chị đi thì lại chêm vào Chắc nó đi xem con đấy chết chưa Nó hả lòng hả dạ đấy mà Ngủ với chồng nó đời nào nó tha Ra đến bờ sông Chị thấy có rất nhiều người đứng đó bàn tán Chị cũng bon chen vào đám người bâu như kiến ấy hỏi tâm một người đàn ông nhìn thấy chị liền hỏi Mày là vợ thằng trước hử? Con vợ thằng Minh bị thả bè rồi, thế là hết hận nó nhớ Không, cháu không hận chị ấy đâu, chị đâu rồi hả bác? Trời ơi, cô biết nó chết rồi thì chả bảo thế à, nó còn sống sờ sờ cô dám nói thế không? Chị chẳng thèm đưa co với lão, chị thấy người đàn bà ấy bị cạo trọc đầu không còn một cọng tóc nào, bên trên đầu chắc trắng hiếu toàn vôi, trên cánh tay chi chiết những vết chằng chịt bầm tím. Người đàn bà ấy không ngất mồm kêu cứu. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, tôi còn ba đứa con thơ dại nữa. Đài chứng kiến mà buồn vô hạn, nghe đầu thầy bu đẻ sang người đàn bà này vì quá xấu hổ với làng trên xóm dưới nên đã bỏ đi từ hôm qua. Đúng là con dại cái mang. Bây giờ hầu như ai còn nghe ả ta nói nữa, nhất nhất theo lệ làng là thả bè để cho ả chết trôi. Chính lão chồng hắn tự tài kết bè, trói vợ mình đem thả, gã chẳng đau lòng, ngược lại còn thấy hả hê, lầu lầu tát vào mặt tai nghiến. Đúng là sự đời. Mình ngửa mặt lên rời, ánh nắng đã chiếu vẳng rực rỡ cả một bãi sông. Như thể giờ lành đã đến, hắn hạ bè, hắn nằm co quắp trên đó. Con đàn bà đĩ tỏa, mày đừng trách ông, là do mày lăng loàn không giữ mình. Này tao thả mày gieo mình xuống hồ sông suối, đến giờ lành mày sẽ chẳng quay về báo ai. Hắn cứ lầm bẩm như một bài văn tế sống vỡ hắn. Chị Đài đứng vào dòng người chen lấn, nhìn phẫn nộ, luật làng gì chứ? Có mà hầu tục lỗi thời như ăn lông ở lỗ thì có. Hắn lầm bẩm rất lâu gì đó, Đài hoảng sợ, chị không biết làm thế nào, chị Bon che lên phía trước nhưng không chen được. Cuối cùng, chị chạy dọc theo bờ sông, đuổi theo cái bè ấy lưỡng thững. Cả làng không biết hành động của chị là gì, hiếu kỳ nên chạy theo. Chạy được một quãng khá xa, chiếc bè mắc vào cái cọc nhô lên liền dừng lại bè tản ra, người đàn bà buộc trên đó cũng chìm theo tảng đá đẻ trên đó. Đài không do so dự, nhảy từ một cái xuống sông, nước xiết và khá sâu. Chị mò mãi mới túi bước áo của người đàn bà lô lên bờ. Nước cứ thế cuốn hai người đàn bà khá xa, cũng may chị biết bơi lại khỏe, tay nắm chắc vào thân chuối trở đến một chỗ nông rồi tìm cách vào bờ. Người đàn bà ngỡ mình chết chắc, này được cứu thì mừng sặc nước gần chết. Mà lạ chính người vợ mình đã ngủ với chồng người ta, ả à, cúi mặt ly nhí tại sao cô lại cứu tôi? Chả phải cô hận tôi lắm à? Tôi không hận cô, tôi chỉ nghĩ đàn bà trong xã hội này quá bất công với người đàn bà nên tôi giúp tôi. Lão mình thấy chị cứu người, liền đi lên cùng với mấy ông già trong lão, phán một câu xanh dờn. Con đài, tại sao mẹ lại thả nó ra? Mày không sợ luật làng xử luôn cả mày hay sao? Mày làm cái này có nghĩa là điểm gở đấy, mày có biết không hả? Tôi cóc cần biết, nhưng các người làm thế này thì giết người trắng trợn còn gì. Luật pháp nào ban hành cái điều cổ hủ ấy? Chị vừa cười trói cho người đàn bà ấy. Nhưng đám người sao tha chết cho ai nhanh như thế? Một người đàn ông chắc 8-90 tuổi bảo chị. Mày không nghe cái câu, phép vua còn thua lệ làng à? Mày bao che cho nó có nghĩa là mày tiếp tay cho đứa làm đĩ? Chúng mày đâu? Bắt cả hai con này, vào thả bè luôn một thể. Người đàn ông hô hào, một đám trai trắng tiến tới chỗ chị. Cuối cùng chị vứt cây dê xuống Sắn quần lên qua đùi Chị cầm cái chai lên rồi đã bốp vào tảng đá vỡ tan Chị muốn giống chí phèo đây mà Chị gào lên ăn vạ đây mà Thằng nào con nào có giỏi thì vào đây Bà mà chết bà cũng phải lôi chúng mày đi tù mọt gông Cái luật điên rồ nào cho giết người thế hả Chúng mày có não không thế Giết người thì chúng mày được cái gì À ăn nằm với chồng tao Tao còn không sồn sồn lên Thì chúng mày lấy quyền gì mà nhảy dựng lên Chị gần giọng lên Tay lầm lầm cái chai vỡ cổ, mắt đỏ ngầu lên giận dữ, khiến ai cũng sợ. Lùi lại mấy bước, chị lại tiếp lời. Con này ngủ với chồng tao, thì để cho tao xử. Việc nhà chúng mày à, lắm chuyện vừa thôi. Nói một thôi một thôi, nhưng chị không muốn chọn cho họ cái kết kinh khủng đó. Dây vào người có vợ không tốt lành gì đâu, bỏ đi mà làm người. Người đàn bà đó hiểu, mắt ả à, rưng rưng ngấn lệ nhìn đài. Chắc có lẽ à ta đã không nghĩ rằng một người lại thông cảm và hiểu cho chị ta nhiều đến thế. Mà người ấy lại là vợ gã à đã ngủ cùng. Nếu quay ngược lại là chị Đài, nếu chị mà bị thả bè trôi sông thần thì có lẽ à sẽ phấn khởi hà dạ lắm. Về đến cổng, Đài mới yên tâm vứt cái chai vỡ trong tay đi. Thấy chị về, hai đứa con chạy ù ra đón mẹ. Chị hôm nay hô lên má chúng chùn chụt. Lâu đấy cũng gần trưa, nhà còn mỗi nắm gạo, lại không còn thức ăn gì. Chị ngẫm một hồi rồi mang giấy bút ra viết. Viết xong, chị đưa cho thằng cò dặn nó. Còn cầm lấy tờ giấy này, mang cho cô Huệ Béo bán thịt lợn ở ngoài chợ cho mẹ nhé. Mẹ ghi gì cho cô Huệ Béo đây à? À, con không cần biết nhiều làm gì đâu. Chỉ cần con đưa giấy này cho cô ấy là cô ấy sẽ đưa thịt cho con ăn thôi. Thằng bé nghe thấy có thịt ăn thì hí hửng lắm. Cáp đít chạy thẳng ra ngoài chợ, chị cũng tắt hẳn nụ cười. Chuyện ngoại tình, đàn bà thì chịu nhục, còn đàn ông thì vô trách nhiệm thế này, chỉ phải dạy lại chồng mới được chứ. Thằng có đi một bận thì ông bà Tư cùng chúc cũng về. Mặt ai mặt nấy đều bế xị ra, chắc là thu cờ bạc đây mà. Nhà đã nghèo, lại gặp toàn những thanh niên nghiện ngập đến bao giờ mới ngóc đầu lên được. Ông bà Tư chả biết từ đâu cũng sinh ra đam mê cờ bạc. Một phần là do lười biếng làm lũng vất vả, một phần là do con trai dụ dỗ Đúng là vẫn chưa biết sáng mắt ra, vì đâu, vì ai mà cả cái gia đình này mới thành ra cơ sự thế. Bà Tư ngồi việt xuống đầu hè, thở không xa hơi. Cái khăn lồng vũ quấn đầu ngày xưa bà cứng lắm. Chị Đài đụng vào, bà cũng không cho. ấy thì mà giờ bà vứt tuẹt xuống đất, bà gân cổ lên trách trước. Tao bảo mày đặt ít thôi thì không nghe. Giờ mất cả, tối nay lấy cái gì mà bỏ vào mồm, tất cả là do mày. Trưng thấy Bù chửi, chửi chói tay thì đứng phát dậy, hắn toàn vào trong nhà lấy tích nước ra uống thì gặp người đàn bà mà hôm trước chính hắn đã ăn nằm. Mặt trước tái mét, mặt ả à thì đỏ bự lên xấu hổ, hắn lắp bắp. Sao, sao cô lại vào đây? Ai cho cô vào đây? Cô còn biết liêm sỉ không thế hả? Hắn oang oang lên chửi ả nhân tình như tát nước vào mặt. Đúng là trở mặt quá. Hôm trước hắn mới gọi người đàn bà này là mình, là vợ. Cái gì mà mình đẹp hơn, xinh hơn con mái xẻ ở nhà anh. ấy thì mà giờ đuổi không thương tiếc mà cũng phải, đến chị là vợ danh chính ngôn thuận của hắn, mà hắn còn chả coi chị ra gì. Ông bà Tư nhìn thấy ả à cũng sừng sưng như không, vì chả mấy khi họ quan tâm đến chuyện con cái bao giờ. Chị Đài rót nước vào phích, người đàn bà ngồi trên giường, chị vừa làm vừa bảo. Tối nay chị cứ ngủ ở đây, rồi mai tính tiếp, giờ chị đi ra ngoài chắc chắn chúng nó sẽ không để cho chị yên đâu. bu mày bị điên đấy à? Sao tự dưng lại chứa chất cái thành phần này? Bộ nhà này thừa cơm thừa gạo hay sao thế? không phải lo hôm nay nhà mình sẽ có có thịt ăn mà ăn ngon là đằng khác ở đời đừng nên sống ác quá nghiệp quật bây giờ chị lừ chồng một cái trước nghe vậy cũng không nói năng gì hắn lại chạy ra ngoài chị biết trước cũng ngại chứ chẳng đùa chị thì cũng chả hỏi hắn đã ăn nằm với người đàn bà này bao nhiêu lần nói xấu chị những gì chị không nhất thiết phải hỏi bu ơi con mang thịt về rồi đây bu ạ à. thằng cò hí hí cười từ ngoài ngõ Chị nghe tiếng con gọi thì ra đỡ thịt cho con. Giờ cái bọc ra nhanh chóng, chị không ngờ mụ huệ béo lại đưa cho chị nhiều thịt đến thế. Từng đây chắc phải hơn cân, lại thêm đống bèo nhèo mỡ lá dán lên trăng cũng phải được một bát tô. Lúc đầu chị còn nghĩ mụ nói đùa, nhưng bây giờ chắc là thật, mụ huệ thèm hơi sai lắm là có thật. Chị cầm con dao thớt ra lọc từng đường mỡ, thịt, rồi cho một nửa vào kho thật mặn ăn rẻ, còn một ít làm ruốc mỡ thì sán lên để dành, xong xuôi chị dọn cơm lên ăn, bữa này có thịt ai cũng ngạc nhiên. Hôm nay kiếm thịt ở đâu mà nhiều thế hở đài? Bù không cần biết đâu, có thịt ăn là được rồi. Chị vào vào miếng cơm to cho vào mồm làm bu tương tiêu tư nghỉu. Bình thường toàn ăn uống đơn giản, chỉ cá khô với dưa hành. Lúc nào bà Tư cũng gắt gỏng hôm nay có nhiều thịt đâm xa chẳng nói năng câu gì. Người đàn bà kia giữ kẽ trả dám gắp, Chị Đài ngồi bên cứ gắp phải cho Á liên tục, nhưng ông bà Tư không thích, bà đốt luôn. Của đâu mà cho ăn lắm thế? Làm khách cũng chỉ hôm nay thôi, chưa định ở mãi à? Chiều tối, mụ Huệ bán thịt sang nhà chị, mụ lại mang thêm một đùm thịt to tướng, vẫn vậy chị từ đằng xa. Đài đài, cho thêm mày miếng thịt nữa đây này, tối nay bảo lão chức sang nhà tao đấy nhá, tao vã quá rồi. Chị nhìn mụ cười, khẽ gật đầu cho mụ yên tâm. Nghĩ lại chị đúng là sở hơi, ai đời lại cho người ta mượn chồng. Đúng là bần cùng sinh đạo tặng, tất cả cũng chỉ vì miếng ăn. Chị nhìn mụ cười, khẽ gật đầu cho mụ yên tâm. Với lại đã ăn thịt của mụ rồi mà không giữ lời hứa, mụ vú sệ này sẽ xá xác chị ra. Rồi, tôi biết rồi, tôi quan không của chị đâu, để tối tôi bảo gã sang đấm bóc cho chị. À ừ ừ, nhớ nhá, chị đợi đấy, chị thì chả thiếu gì, chỉ thiếu một cái chuyện tình cảm thôi. Nếu mày đáp ứng được cho chị, chị đảm bảo ngày nào con mày cũng có thịt ăn. Nói rồi, mụ huệ vú bự lại dúi vào tay chị một đống thịt. Chị Đài gật đầu lia lịa hai người giao kèo với nhau rằng chuyện không được tiết lộ ra ngoài, kèo mồm thiên hạ lại cười chê. Mụ huệ thì có tình, cả nhà chị có thịt ăn, mà lại dạy chồng một bài học xương máu, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Tới hôm ấy, cả nhà lại được ăn thịt, cũng chả ai hỏi han gì nữa chị đem nguyên chỗ thịt ấy luộc tắt, chấm với tương bần bu chị gửi cho, thêm một bát cà, ít rau muống luộc nữa, cả nhà chị ăn sang chẳng khác nào ăn cỗ. Thằng cờ vừa bê bát vừa nhảy chân sáo. Eo ơi, nhà mình ăn sang ơi là sang, thế mà mấy chị trong xóm hỏi nhà mày ăn gì, con bảo ăn thịt, thế là người ta không tin. Trực đánh bốn năm bát cơm đầy ự như bát cơm cúng rồi đứng dậy đi. Chăng hắn lại đi sóc đĩa bên xóm bên đấy mà chị thấy chồng đứng dậy thì lôi tay ra cổng thủ thì mình đi đâu thì về sớm sớm đấy về nhà tôi có việc phải nhờ việc gì cứ về lúc đấy tôi khắc bảo chuyện về vài cân thịt tôi chị nói lớp lừng để chồng tò mò mà về theo đúng ý chị hắn gật đầu khoác áo lên vai đi mất dạng trong bóng tối khuya khuya hắn thò mặt về chị đài đã đứng sẵn ngoài cổng để tránh ông bà tư biết đường thì không hay chị kéo vai áo chồng mình sang nhà bảo huệ béo bấy đông tuyển người mổ lợn đấy, mình sang vừa học nghề vừa giữ lợn cho người ta mổ, mà người ta lại trả công toàn thịt ngon. Tao có biết giữ lợn đâu mà sao lại là bây giờ? Không biết giữ thì mới phải sang học tôi. Tầm này hoặc chốc nữa là mổ rồi, người ta mổ đêm để kịp sáng mai bán sớm mà. Thôi đi đi kẻo muộn, làm ngon nghè, mai nhà lại có thịt ăn đấy, làm tốt còn được lương cơ. Tha hồ đi sóc đĩa với đá gà còn gì? Gã nghe thế thì đúng là gãi đúng chỗ kẻ của hắn. Vào cái máu đen đỏ của hắn nên trước cắp đít chạy ly luôn. Chị nhếch mép cười, một công đôi việc, nếu đến nửa đêm mán không về thì coi như chị thành công. Tối đó chị cùng người đàn bà nhân tình của chồng ngủ chung, hai người kể nhiều chuyện cho nhau nghe lắm. Người đàn bà ấy cũng khổ chẳng khác gì chị, một nách hai đứa con, chồng xa trưởng lại hay đi làm xa. Cứ đi không sao về nhà lại đánh đập vợ con. Vì quá thiếu thốn tình cảm nên mới làm chuyện bậy bạ. Nghĩ cũng tội, đàn bà lấy phải người chồng vô tâm, vô trách nhiệm, lúc nào cũng phải đâm đầu lộn trộn, đâm đầu lộn trôn làm đủ mọi việc kiếm tiền nuôi con. Hai người tỉ tê mãi, rồi người đàn bà kia vì mệt quá mà ngủ lúc nào không hay. Chị Đài nghe tiếng cả gáy, có lẽ đã là ba giờ sáng, chắc mọi chuyện đã ổn thỏa, chắc giúp vào đấy chả sướng quá còn gì. Nghĩ mà buồn cười, chị biến chồng chị thành công cụ lao động từ hồi nào chẳng hay. Lại nói về chức, nghe vợ nói thế, hắn tí thởn chạy sang nhà mụ Huệ béo. Nhưng nhìn chả thấy động tĩnh gì, định quay đi nhưng mở cổng, hắn đánh liều đi vào, biết đâu nhà mụ lại thịt lợn sau nhà thì sao. Vừa đến cửa nhà, hắn cứ ngỡ sang làm thịt lợn, liền đánh tiếng gọi. Chị Huệ ơi đây ơi, nay có mổ lợn không hả chị? Sao vắng thế? À, chú chức đây à, lợn thịt trong này cơ. Mụ Huệ giọng ngon ngọt đánh tiếng cho gã yên tâm. Trước nghe thì đi tổng tộc vào trong nhà, vẫn tối đen như mực. Mụ Huệ nhanh chân cài then, khóa cửa rồi mới mở đèn lên. Trong nhà này trả đường đi ra đằng sau mà là phòng ngủ của mụ. Ánh đèn dầu heo hắt lộ ra cái phòng kín mít như bưng, trên giường quả thừng có mỗi con lợn. À không, là mụ Huệ mặc mỗi giải yếm đào che khoảng trước ngực, rõ khổ, người mụ thì to, cái yếm thì bé bằng bàn tay, bị buộc o ép trong từng gấn mỡ lổ lộ ra phát ngấy. Trước giật mình, hắn toàn định hét thì mụ huệ đến ôm chầm lấy hắn, một tay mụ lôi chức sành sạch thẳng vào giường, giọng mụ vẫn ngọt khiến chức sợn tóc gáy. Đây, thịt lợn đây, chú làm gì thì làm đi, chẳng lẽ tôi không ngon lành sạch sẽ để cho chú thưởng thức à? Nói thật với chú trừ từ khi anh nhà mất, chị chống trải cô liêu lắm. Nếu như chú chịu chị hứa cái gì chị cũng có thể cho chú. Chị vừa nói vừa cười cái dây chuối buộc ngang quần của chức làm gã tái mặt, thì đã sưng tận mồm thì con hổ nào mà không đói. Không không chị ơi, con vợ tôi nó bảo sang làm, chứ không phải làm cái này, tôi còn vợ con, mong chị tha cho. Gớm nữa, chú lại cứ đóng thanh niên mẫu mực với chị làm gì. Cái tin chú ăn nằm với con vợ thằng Minh, nó lộ lạn ra khắp cả tỉnh này rồi chú ơi. Chú mà nghĩ đến vợ con thì vợ con chú đã trả đến nỗi gầy trơ xương như chết đói 4 năm đâu. Đến đây xin thịt của chị đi. Chị thương quá mới cho đấy. Chị biết cảnh gia chú chả có gì nên chị thông cảm. Thôi thì chị chỉ có tình cảm, có tiền. Còn chú thì có hàng chị cần. Không ấy thì mình trao đổi, mất mát gì đâu hả chú? Chức vẫn nhăn mặt, tay túng chặt lấy cái quần sợ mất chẳng qua mụ huệ muốn tự giác, muốn hợp tác, trừ thả ra cái tướng trước một tay mụ sách nhẹ. Thấy hắn vẫn không chịu, mụ tức liền đứng dậy gằn giọng lên đe dọa. Sao nào, bây giờ ăn thịt lợn của bà no say rồi định bùng có phải không? Hay là mai tao lên chính quyền bảo rằng nhà mày ăn cắp thịt của tao nhá, rượu mới không uống, lại uống rượu phạt à? Thấy mụ béo dọa hắn cũng hơi rén, thịt lỡ ăn vào mồm rồi, mụ ta lại có tiền nhét vào quan nhớn thì bảo gì hắn trả đi tù hắn ớn cái cảnh ngồi trong nhà giam lắm rồi bận xưa mới túng thiếu nghèo đói hắn liều điện cắp có mấy con gà bị người ta bắt được mang lên huyện nhốt ngày nào cũng bị tra khảo xong đánh liên tục đợt ấy nhà chị đài không bán đàn gà thịt chạy đi chạy án cho chồng thì chúng nó trả xích chồng chị gần năm nghĩ mà hãi không phải hắn không chén được mụ huệ cơ mà do mụ lắm mỡ quá ngấy trừ đàn ông mà có chê thịt bao giờ đâu hắn nuốt nước bọt Banh mắt xa nhìn mụ huệ thoáng nghĩ. Chà, cắn mụ ấy một phát, chả xịt mỡ dài bên mép cũng là... Thế chức đứng đơ ra như khúc gỗ, mụ huệ lại ngon ngọt kéo cái dề chuối thắt lưng quán rồi để nhẹ hắn xuống giường. Nhìn tôi thế này thôi, chứ tôi nhẹ hều à, chả hơn cái đài là mấy đâu, có tí mỡ vào càng êm chứ sao. Tôi biết nhiều kiểu hiện đại lắm nhá, chỉ sợ chức yếu thôi. Này, cầm lấy tiền đi, mai muốn mua gì thì mua, đánh bạc thì đánh, hết tôi lại đưa cho nhá. Thấy Huệ Béo nói hắn cũng xuôi, ngoan ngoãn nằm xuống chờ chết. Hắn nằm thẳng đẳng ra như con lợn mổ banh. Nhìn ả thế kia mà bảo hơn cái đài không được bao nhiêu. Phét, phải hơn tạ chứ chả đùa à. Trước nằm nước nước bọt ừng ực rồi liên tưởng mụ Huệ với đĩa thịt ba chỉ luộc lèo phèo mỡ. Chột dạ rằng thôi thì vì đồng tiền mà cố gắng, đàn bà ai chả giống nhau. Mọi khi ăn thịt nạc khô quá thì giờ mình đổi sang mỡ lá cho đỡ chán. Đang y bụng thì mụ huệ béo đã trèo lên giường từ lúc nào, trên người không có mảnh vải nào che thân. Chỉ còn lại cái bụng mỡ như cái thúng úp trước bụng rung rung mỗi khi mụ nhẹ cẫng lên. Chức nhắm mắt chịu trận, có tiền, cái gì chức tôi cũng làm. Phịch, ôi mẹ ơi lưng tôi. Cả tảng mỡ di động ngồi chém trệ trên bụng hắn, hắn tắc thử muốn chết. Chức cắn chặt răng, tay nắm lấy cái chỉ chịu đựng. Gã là một người có nhu cầu cao, ấy thế mà chưa bao giờ trước lại cảm thấy chán cái nhu cầu như bây giờ. 5 giờ sáng, người đàn bà dục dịch dậy, chị Đài ngóc đầu lên hỏi. Sao thế? Đã sáng đâu? Tôi phải đi thôi cô Đài ạ. À. Tôi không thể cứ ăn nhờ đậu nhà cô mãi thế này. Ơn cứu mạng, cứu mang của cô, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ tôi phải đi rồi, chứ trời sáng là dân làng lại khó làm dễ. Tôi về còn phải đón mấy đứa con đi cùng nữa, chứ để cho thế nó chết lúc nào cũng chả hay. Người đàn bà vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình cho vào tay này. Chị Đài thử xài gật đầu không giữ. Cũng phải. Chị Đài xuống dưới nhà, mở hòm tôn đưa cho người đàn bà bộ quần áo để khoác vào. Quần áo chị thì toàn chắp vá. Tiên ả ra đến đầu làng khi trời mập mờ sáng. Người đàn bà ấy quỳ sạp xuống đất tạ lễ người ân nhân giúp đỡ mình thoát chết. Tôi đi đây, khi nào ổn định có tí tiền tôi sẽ về thăm cô. Người đàn bà đi mang theo nhiều điều hứa hẹn, Chị Đài nhìn theo bóng ả đi khuất mãi sau rặng chè mới quay về. Đi nửa đường, chị nhận ra trước đi cả đêm qua vẫn không về. cho có lẽ hắn bị kẹp đầu vào bẹn có mụ bán thịt lấy mỡ để người rồi. Nghĩ mà buồn cười, có chồng mà chị trả thiết ta. Từ hồi chị vỡ kế hoạch rồi đèn ra con hĩn là chị với hắn chẳng làm cái chuyện vợ chồng nữa. Hắn đi đâu thì đi, ngủ với ai thì ngủ, chị trả quan tâm. Kể ra, cái khúc quỷ của chức cũng khá to ấy chứ chẳng đùa. Cái ý chắc phải sắp xỉ cái chảy nhôm giã cua nhà chị, đen thủ lùi như cái bùi chùi son. Trên ý nổi đầy gân xanh đen kịt, nghĩ mỗi lần hắn hành xử, chị đau tưởng thấy bà cô tổ hiện về. Nói gì thì nói, chưa cái xã hội này bất công chết đi. Giả sử người đàn ông tự ý đi xài gái thì không sao, nhưng nếu họ biết đài đứng sau giật dây chồng làm chuyện bậy bạ thì người ta rủa chị chết. Thôi thì túng thiếu biết làm thế nào, không làm thế này thì lấy gì mà ăn chị vừa đi vừng ở mặt lên trời ngẫm nghĩ đúng là miếng ăn là miếng nhục về đến nhà chị thấy chồng về tự khi nào hắn ngồi ngoài hè dựa vào cái cột nhà thở lấy thở để thấy vợ về hắn trả lấy một cái chứ không nói năng gì chị đoàn chị đoán chắc con lợn gì ấy nó đẻ nghẹt thở nhân lúc nó đang ngủ nhanh chân trốn về đây mà chị không nói năng gì giả vờ như không biết chị ngồi xuống bên chồng hỏi tam đi làm thế nào Có vất vả không hả mình có giữ được lợn không mụ huệ có trả đồng nào không đấy chị cứ hỏi liên mồm trước tu hết sạch cái tích nước vối bất ngờ hắn chặng đỏ mặt gần chết chức ngẫm không nên nói với chị đài không thì chị sẽ nổi điên mà xẻo cái đấy cho chó tha mất giữ lợn vất vả lắm đấy chứ tưởng đùa con lợn gần một tạ chứ ít gì nó dễ ghê lắm tao tưởng vẽ cả xương ấy mụ huệ còn trả tiền cơ mà trả ít đủ tiền cho tao đánh bạc thôi còn mụ ấy hứa lúc nào bí sang lấy thịt về mà ăn. Nghe chồng nói chị gật đầu mới kiếm được vài đồng từ việc bán chôn nuôi miệng nghe oai vết. Chị biết thừa, chị cũng chẳng cần lấy tiền của hắn làm gì. Chỉ cần hắn đừng về bám áo chị, đừng sóc thuốc trộm đi bán là chị đã mừng lắm rồi. Từ hôm ấy, tối khuya, chức sang nhà mụ huệ mổ lợn. Có hôm thì mổ thật, có hôm không. Nhưng cứ đến sáng hắn mới về hắn cứ tưởng chị không biết gì thật, chị cũng không thắc mắc gì dắt Cứ sáng hắn sách về hôm nửa cân, hôm cả cân thịt lẫn mỡ. Chị đài lọc thịt ra, mỡ ra, để dã lấy ruốc ăn dần. Có mỡ chị quay quát để khi nào sáng thì rán. Cây tôm đem lại vặt mấy quả cà chua xào lên ăn cơm. Chị thấy những cái này sang lắm rồi, ấy thế mà ông Tư vẫn dỗi trả tèm ăn. Người ta bảo những người bần hàn cùng cực lắm mới ăn tóp mỡ, Chúng ta đường đường là người quý tộc, ta không ăn thứ của nợ này đâu. Nói xong, ông Tư để đôi đũa trên bàn quay mặt đi. Lạ thật, đã hơn năm nay. Chị không mời nữa, gấp cho các con mình ăn. Thằng cò, ăn lấy ăn để. Nhìn nó chấm rau thơm với nước cải chua mới ngon lành làm sao. Bà mẹ con chị cứ ngồi ăn, ông bà Tư không ăn thì thôi, còn chị lại vớ miếng. À, tao thấy mày làm ruốc cơ mà, sao không bỏ ra ăn? Định rúi đi ăn một mình à Cái đấy để con nấu bột cho con hín Giờ thịt đắt chứ có phải ngày nào cũng có ăn đâu Tao không cần biết Mày giấu mẹ con mày ăn là không được đâu Mà chắc mày đã cho con hín ăn Nó ăn hết được đấy à Mang ra đây cũng ăn thì sao Thịt lợn thằng chức mang về chứ mày làm ra đấy Bà nặng nặng đòi ăn bằng được Chị nghĩ mà chán Chưa thấy ai thích ăn của cháu từng tí một Nói ăn hoàng phá hoại thì lại tự ái Chị đứng lên hết nói nổi cứ như thế trước bây giờ có công an việc làm gia đình êm ấm hẳn không cãi nhau không ồn ào việc ai người nấy làm thằng cò vừa trông em vừa chăn bò cho bu nó đi làm thuê làm mướn ông bà nội vẫn quần là áo lượt đi vay tiền đúng là ông bà ngày xưa nói chẳng sai hạnh phúc nhất là khi có tiền hoặc rất nhiều tiền nhưng cửa nhà chị đài yên ấm trả được bao lâu thì kinh tế bắt đầu càng ngày càng khó khăn những vụ vỡ nợ trốn nợ liên tiếp xảy ra Công việc của đài cũng vì thế mà sán đoạn nhiều. Chả ai thuê chị làm mướn, kế thuê gặt hộ, gia cảnh cứ thế bận hàn, càng làm càng túng thiếu hơn. Thời tiết thì khắc nghiệt, việc làm chẳng có, chị đài như lao đao. Có lần chị nghỉ cả tháng vì không có việc, lắm khi chạy khắp làng trên xóm dưới xin làm mà cũng không có. Tiền kiếm không ra, cũng chả ai thuê chị, chị đành xin lấy hiện vật. Hệ cứ ai bảo chị làm gì mà không trả tiền, chị có thể lấy bát bìa cắt tông, nhôm nhựa sắt, mượn chị đảo khoai thì chị xin vài củ về gầm giường cho con ăn dần lắm khi giữa cả mẫu ruộng chỉ toàn khoai là khoai người ta cũng thương chị làm nhiệt tình cho cả bao ăn không hết thì đem bán còn thừa chị sẽ thành bột lâu lâu làm bánh cho các con ăn dạo này thịt đắt lại thêm người làm không xa tiền nên chả ai dám ăn ngon mụ huệ béo lúc đầu cho chị nhiều thịt với điều kiện là tối nào chứ cũng phải sang nhưng dần thịt cho rút bớt cuối cùng là không cho nữa Trước bình thường được nước ngày nào mụ cũng sắp xíu cho ít tiền, nhưng bây giờ xin thì mụ chửi trả ra gì. Đi mà chị Huệ, nể tình em phục vụ chu đáo, cho em ít đồng. Ờ hải cái thằng này, mới qua tao đưa mày 3 đồng, giờ mày đã tiêu hết rồi à? Sao mày tiêu khiếp thế? Cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tao có phải cái kho bạc đâu mà xin sỏ. Thanh niên sức dài vai rộng thì không chịu làm ăn, cứ bám váy con đàn bà không biết nhục à. Trước im lặng không nói năng gì, bình thường vợ hắn mà cảm giảm mấy câu là hắn đánh vợ thừa sống thiếu chết rồi đấy. Nhưng mụ huệ béo chửi, hắn cắn chặt môi chả dám nói gì. Mụ ấy chửi nào sai câu nào, hắn cũng biết đấy. Nhưng mỗi tuổi cái thói hắn lười, lười nhưng lại muốn ăn ngon. Nếu không phải dạo này kinh tế khó khăn, mùa màng thất bát, mụ huệ không bán được hàng đâm ra cắt cổng, trừ mọi khi hắn xin bao nhiêu mà trả được. Hắn chẳng biết vào được tiền của huệ béo thì lách thích về trời sao mà khắc nghiệt quá thể. Chúng mày có trả tiền cho tao không thì bảo, nghèo túng mà dám vác mồm đi vay tiền để ăn ngon à, hôm nay không trả thì tao chặt cụt tay cho chừa nhá. Đám người nhao nhao trong cổng nhà, trước thế lạ liền nhanh chân chạy vào, phía kia thằng cò đang ôm con hĩn khóc thảm thiết. Ông Tư đang quỳ dạp dưới chủ nợ xin lẩy bày, ông Tư lý nhí xin. Các ông nể tình xưa nghĩa cũ mà thư thư ít bữa, tôi sẽ trả công đầy đủ mà. Mày định để Thư Thư đến khi nào? Chúng mày có đi làm đâu mà đòi có tiền trả. Tao mà biết nhà mày chỉ có ăn mà không chịu làm, thì làm sao mà tao cho vay? Hải Bình to tiếng qua lại, trước thế người đàn ông nói năng khó nghe với bố mẹ mình thì xông vào nói lý lẽ. Chú Mười, thầy bu con nợ chú bao nhiêu mà chú nói nói nặng thế? Chú phải nhớ ngày xưa chú khó khăn ra sao, thầy bu con giúp chú thế nào chứ? Có tính toán gì với chú? Mà nay chú sang đỡ cắt chân tay nghe vậy. À, lại thêm cái thằng con ngoan của thầy bu đây nữa Đúng thật là ngày xưa nhà mày giúp tao Nhưng tao đi làm ăn cần vay vốn Đến khi thành đàn tao đã trả thầy bu mày gấp 3 lần số tiền đấy rồi Bây giờ thầy bu mày 5 lần 7 lượt đến vay tiền tao Lần gần đây nhất là vay nhà tao 3 cây vàng Tao không nghĩ đến tình nghĩa thì còn lâu tao mới cho mượn nhá Giờ tao chỉ cần lấy 3 cây vàng ấy thôi Còn những lần trước coi như tao bố thí Trước nghe xong thì lúng túng Thầy bu mượn gì mà nhiều thế Bây giờ tiền đâu mà trả Lúc ý nghe mượn bên làng bên người ta chơi hụi, bảo ăn tiền nhiều nên thầy sang góp. Nhưng mới góp hết chỗ ý được hai hôm thì cái thằng ấy chạy mất. Thầy bu sợ chúng mày mắng mới không dám nói ra. Cả bu mày nữa, không có tiền còn phấn với son, sách tay sách tủng cơ. Ông bà trách nhau thì chỉ biết ngồi im nghe. Cái loại lười biếng làm ăn mà đòi chơi hụi, đúng thật. Năm thằng chơi hụi, chín thằng lừa đảo đúng là lũ ngu. Người đàn ông tuy không già, nhưng tiếng rề rề như lão 80 mươi chửi bới. Bây giờ người ta chửi chỉ biết nghe tôi. Cái thớt này hôm nay vừa tròn 100 ngày. Định ăn của ông à? Không dễ đâu. Hôm nay chặt một ngón. Tầm này sang năm không trả được tao chặt thêm ngón nữa. Đấy là tao đã nể nhà mày lắm rồi đấy. Chứ bình thường tao tính thêm cả lãi. Mà chỉ gia hạn trong vòng một tháng thôi. Còn vàn ông, con lại ông. Ông thương thầy bu con tuổi cao sức yếu vậy à? Thương mày, thương mày thì ai thương tao mày thử hỏi thầy bu mày xem lúc có tiền có coi tao bằng con chó giữ nhà không mà bằng tuổi thầy mày người ta vẫn làm thuê làm mướn lo cho cả thầy chục đứa con ăn học đấy nhà mày sướng quá không chịu được bây giờ kêu ai lão hất thảm ra hiệu ông ông để con gọi vợ con về lấy tiền để nó trả cho ông vợ mày có tiền sao không nói à phải rồi nó khổ quen rồi nên chả có tiền thì sao gọi nó nhanh đi tao không chờ được đâu trực nước mắt ngắn dài gật gù kêu thằng cò đi gọi mẹ về thằng cò cắp cây hín ra tận ngoài đồng bu ơi bu có về nhanh không người ta giết chết thầy rồi bu ơi sao chúng mày cứ về đi bu còn làm người ta khoán rồi tối mà không xong thì chỉ có nhịn tôi nhưng mà thầy bị người ta đánh chảy máu bu ạ à. bu mà không về là ông bà nội bị chặt tay đấy chị ba chân bốn cẳng cùng con về nhà về đến nhà hai chân chị mỏi xã rời thấy cửa nhà im lìm chị cốc đầu con đâu có gì đâu mà mày bảo đông người hả con con nói thật mà lúc này trước đi ra sao bây giờ mày mới về thế hả có phải mày đợi chúng nó giết cả nhà mày mới vác mặt về không tôi còn phải đi làm lấy tiền đóng gạo cho các con đổ vào mồm ở nhà cũng không nên hồn thì kêu ai cò mang cỏ cho châu ăn đi con châu tao bán rồi cả cái tiền đựng trong cái ống bơ nữa tao đem trả nợ cho thầy bu rồi không trả mà chúng nó để yên mà đi thế à chị nghe xong thì sợ chị vùng dậy định đi vào buồng chị đã sợ trước biết nên giấu tiền tích cóp vào cái ống bơ móp ấy xong chị lại chạy ủ ra ngoài đống dơm tìm trâu bây giờ chỉ còn mỗi cái cọc mất hết mất sạch cả rồi nhà có mỗi con trâu đang mang bầu chị chăm bẵm nó cẩn thận như bà đẻ để nó sinh ra con nghé con rồi mới đem bán ấy thế mà chúng nó khốn nạn thế đem hết gia tài đi trả nợ mà nợ ấy có phải chị gây ra đâu Sao lấy chồng vào cái gì cũng đổ hết lên đầu chị thế này? Chị ứa nước mắt, chị muốn tức chết quách đi cho xong, chạy hồng hộc lên nhà, chị quăng cái bộ ấm chén xuống nền nhà vỡ tan tành. Con kia, mày bị điên thế à? Không sắm được lại còn đem phá. Phải, con đài này điên đấy. Tao điên, tao mới lấy phải thằng chồng vô đích sự chuyên bám với đàn bà như mày. Tao điên, tao mới cứ nghĩ dần già mày sẽ thay đổi, thế mà... Tao có nợ đâu? Là thế bu nợ ấy chứ? Mày thôi nghe cái kiểu mất dạy ấy đi Đụng đến ai thì đụng chứ đừng đụng đến thầy bu tao Bà mày chửi tất nhá Cái loại làm khổ đàn bà thì chửi cho chết mẹ đi chứ Có cái ăn có học Cái nề cái nếp nhà mày cũng ăn no được không Cái não mày chuyên chữa cứt hay gì Tiền đấy là tiền ăn học của con mày đấy Mày ăn hết cả cứt của con mày rồi còn gì Sao mấy thằng kia nó không xiên chết nhà mày luôn đi Cái loại lười Chị chửi ngoa lắm Chị chửi ngoát lắm giọng chị cứ the thế xong chua lẻ ra. Chị chửi chồng nhưng lại ra chửi bố mẹ chồng. Bây giờ không còn gì, chửi thế vẫn còn nhẹ chán. Thử hỏi đặt vào chị, ai mà không sôi máu? Trước bị ném chảy máu đầu ôm đầu kêu làng. ối làng nước ơi, ra đây mà xem con đã đánh chồng, đánh cả bố mẹ chồng chảy máu ra đây này. Mẹ cứ kêu đi, xem người ta có ai tin cái mồm thằng đàn ông mà như cái mồm đàn bà không. Mày xem mày làm được gì cho cái nhà này, tao không chỉ đánh mày đâu tao còn bỏ mày cơ chị nói xong để lại ba cái mặt tái xanh không kêu gào nữa chị mà đi thì đúng thật là cả nhà này chị chết đói lúc này ông bà tư lên tiếng thôi vợ chồng giận thì là giận tôi đánh nhau sang ba cái thì tôi chứ ai lại bỏ nhau thiên hạ người ta cười cho phải đấy mày mà đi thì kế hĩn với thằng cò tôi không tranh quyền nuôi con các người đừng có lo máu mủ của các người thì tự đi mà chăm còn mồm thiên hạ, con này vị miễn dịch rồi. Để xem con đài này mà đi, thì ai sẽ là người chết? Để xem sống yên ổn hạnh phúc cho bao lâu? Làm người chỉ hạnh phúc nhất khi có tiền thôi, hiểu không? Chị dứt áo đi, đem theo mấy bộ quần áo không mang gì thêm. Thằng cò bế con hín chạy theo đòi mẹ ra ngoài ngõ. Bù định đi thật hả bu bù? bù không cần anh em con nữa à? Bù cần chứ sao không? Bù đi làm chứ có đi đâu đâu mà lo. Này, Hai đứa cầm lấy hai hào, sáng mai ra đầu làng mua bánh rán cho em ăn đấy nhó. Bữa mà hết gạo thì vác rổ sang nhà bác tân hàng xóm mà vay. Hôm nào mẹ cháu về trả. Bu đi sang bà ngoại ít hôm lấy tiền mua sách vở, chuẩn bị cho cò đi học nữa. Tối cứ tầm 10 giờ, Bu kêu tiếng mèo ba tiếng là phải ra ngoài ngay đấy nhó. Chị dỗ mãi đám con mới chịu nín. Chị đi tắt cô gánh đồng đi tới nhà mình, bây giờ cả nhà có lẽ đang ngủ trưa. Chị không đánh động mà mở cửa mò thẳng xuống bếp lục cơm ngồi ăn vẫn còn tí cá khô với ít canh rau. Trời thương chị hay sao? Bình thường nhà chị đổ hết cơm cho chó, ấy thế mà hôm nay lại còn thừa. Là con bu ơi, bu ngủ tí rồi sẽ đi làm đi. Bu chị gật đầu rồi lại ngủ tiếp, nhìn bu ngủ ngon thế không biết. Chị nhìn bu mà chị thương, quần bà sáng lên tới quá đầu gối, tóc tài vẫn lấm lem bùn. Bu chị công nhận chịu đựng sỏi thật, lại chăm đi làm nữa, trả bù cho thầy bu chồng nhà chị, đến ăn không ngồi chịu cũng thấy chật vật, chứ đừng nói là làm. Dậy, dậy đi, khiếp, đàn bà con gái ngủ như lợn thế à? Dậy đi làm đi, không cả đồng người ta sắp về rồi đấy. Thầy cứ làm như các em nó tuổi ăn tuổi lớn, kệ chúng nó ngủ một tí, còn với bu đi làm đây. Giọng đài vang vẳng vọng ra, thầy chị giít một hơi thuốc lào, thấy tiếng con gái thì ho lủ sụ. Ông đi thẳng vào, vạch cái màn gió lên ngạc nhiên. Con đài, Mày không ở nhà mày sang đây làm gì? Đi đâu mà mang cả quần áo theo thế này? Còn bỏ chồng rồi thế ạ? À, Thầy cho con sang đây tá túc mấy hôm, tiện thể con đi làm luôn. Mày bị điên à? Ai cho đàn bà bỏ chồng rồi thiên hạ cười vào mũi cho, lúc ấy thì nhục. Phải đế đài, con sờ mà bỏ chồng người ta sẽ chửi bu không biết dạy con. Còn đùa thế mà, việc gì thấy bu phải nóng thế? Chỗ con làm này làm ăn không được, con sang bên nhà mình làm thì lợi, vài hôm con lại về. Ừ. Cố gắng mà nở thuê con ạ. À. Mày mà bỏ chồng thật thì sống thế nào được với cái xã hội này? Chắc chỉ có nước bán xứ mà đi. Ui giáo ôi, con cần gì phải đi đâu? Con về nhà ở với thầy bu không hơn à? Ai chối chấp mày mà mày về? Cứ liệu liệu đấy. Cái tính mày tao không lạ. Đừng để người ta sách về đem trả là coi chừng với tao. Chị không nói gì, lủi thủi cũng bu mặc quần áo vào rồi đi ra đồng. Trời về chiều nắng vẫn gay gắt. Nghe đầu bảo người ta đang làm canh mương dẫn nước từ cái ống nên thuê mướn nhiều người. Bù chị làm thì lợi được hai hôm, hôm nay dắt chị sang đấy xin vào làm. Đúng là ở nhà thì không có việc làm, sang đây chỉ sợ không có sức mà làm. Chị xin người ta nhận luôn, toàn việc bê đá, trộn cát các thứ, chị làm được cả. Bù chị người ta trả có ba hào, vì chị sức tốt nên trả cao hơn. Chị mừng lắm, năm hào này ngày thường chị phải làm cả ba bốn ngày mới được, chị cố gắng làm thật nhiều để lo cho thằng cò đi học sắp tới. Một ngày làm việc mệt nhọc, đổ muốn cục, ăn cơm xong đã hơn 8 giờ, chị tranh thủ sang nhà gặp con. Chị biết sang đấy cũng lâu nên chị mượn cái xe đạp của hàng xóm. Bây giờ cả làng chị, nhà nào sầu mới có, vì chị ăn ở chẳng mất lòng ai. Chị vừa đến cổng, đã thấy cửa rả im lìm, có lẽ là ngủ cả. Thầy bu lo kiếm việc mà làm đi, con mới xin vào chân bốc hoạch rồi, mai con đi sớm. Còn thầy bu không thể nào ăn trắng mặc trơn thế này đâu. Ở cái thằng này, Tao đẻ ra mày để mày dạy hai thầy mày đấy à? Để tao nghĩ đã. Bây giờ là nước nào rồi còn nghĩ? Bu tưởng nhà mình vẫn giàu à? Tỉnh đi bu, sắp chết đói đến nơi rồi đây này. Mày xem là tại ai? Tại thằng nào mà giờ cả nhà mới thành ra thế này? Trong buồng tiếng thằng cò vẫn thức rũ em. Thôi ngoan, đừng khóc. Khóc là mai em không mua bánh sán cho mà ăn đâu. Đợi khi không còn tiếng con hín nữa thì có lẽ đã ngủ. Chị mới giả tiếng mèo gọi thằng cò ra. Mày làm gì đấy hả con? Dạ, con đi đái thầy ạ. À. Thằng bé nghe tiếng trức vọng xa hỏi thì nhanh trí trả lời. Bé con mà cũng lém lỉnh ra vết. Bu, bu đi đâu mà lâu thế? Làm con đợi bu mãi. Bu đi làm kiếm tiền cho con đi học nữa chứ. Thế nào, em có quấy không? Dạ, không bu ạ. À. Tối qua nó ngậm ti bu nên nó khó ngủ thôi. Vật vã mãi nó mới chịu ngủ đấy. Đây, con cầm lấy mà ăn. Con nóng hổi đấy. Để cho em nóng một miếng, bằng ba đầu ngón tay thôi phải ăn hết đấy nhá không được để lại biết chưa bù đã ăn chưa à thế thầy mà hỏi con phải bảo thế nào thì bảo bu con đi mà để phần em ít thôi ai có hỏi thì bảo bác nọ bác kia cho không được nói là mẹ đua nhớ chưa bù ơi bù đi nhanh chóng rồi về với con nhá chúng con nhớ bu lắm chị gật đầu rồi nước mắt chị lại rơi chị sụt xịt khóc thương con nhưng chị phải đi Chị đi để có đồng tiền, chị không thể ở nhà để xa cảnh mình chết đói. Mong hai đứa hiểu mà sẽ không trách cứ xỉ bu nó. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện này đã kết thúc ở đây rồi và liệu rằng số phận của đài có được tốt đẹp lên hay không? Mời quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu chuyện này sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!